Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, năm 2019, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Bình Dương là xã cửa ngõ phía Tây của thị xã Đông Triều và của tỉnh Quảng Ninh, có tuyến quốc lộ 18 và tuyến đường sắt kép Hạ Long chạy qua. Diện tích tự nhiên là 10,22 km2, quy mô dân số 8.734 người. Với vị trí giáp xanh tỉnh Hải Dương cả về đường sông và đường bộ, xã Bình Dương có những thuận lợi về phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, nơi đây cũng có vùng đất đai nông nghiệp bằng phẳng với nền nông nghiệp tương đối phát triển, trình độ thâm canh cao. Đây chính là tiền đề quan trọng để Bình Dương tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Bình Dương đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình, đề án làm ăn có hiệu quả. Đến nay, xã Bình Dương có 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gồm vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng hoa cây ăn quả và vùng trồng khoai tây Atlantic. Các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nói trên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Điển hình là mô hình trồng cây khoai tây Atlantic ở xã Bình Dương hiện đang được đánh giá là một trong những mô hình thực hiện liên kết 4 nhà, gồm nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước có hiệu quả nhất trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay. Vùng trồng khoai tây Atlantic trên toàn xã có diện tích hơn 130 hectare đã và đang mang lại hiệu quả rất lớn cho người nông dân nơi đây. Từ khi triển khai cái cây khoai tây Atlantic này đưa về xã Bình Dương ấy thì là được nhân dân xã Bình Dương và nói chung và thôn Bắc Mã nói riêng ấy thì là được tiếp cận từ năm 2011. Hiệu quả kinh tế thì nói chung là cũng đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao, bởi vì cái cây khoai tây này là cây vụ 3 thì nó tạo thêm thu nhập thêm cho nhân dân thêm một vụ nữa và tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Công ty mang khoai về cho dân, cho mang giống và cho dân trồng, sau đó thì là công ty cân sản phẩm, vì là các cái cây kha thu màu rau màu khác như hành tỏi thì là chúng tôi là phải tự tìm thương lái, nhưng mà riêng cái cây khoai tây này thì là công ty sẽ về cân hết, không bỏ sót một ai cả. Thực hiện tiêu chí sản xuất, hiện nay trên địa bàn xã Bình Dương có 3 hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã năm 2012. Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu hút lao động địa phương. Bên cạnh đó, xã có 3 đơn vị sản xuất kinh doanh là công ty cổ phần Thành Đồng sản xuất gốm sứ, tập đoàn Hoàng Hà kinh doanh dịch vụ du lịch, điểm dừng nghỉ và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Bình Dương kinh doanh xăng dầu. Các đơn vị đều thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình. Cái hợp tác xã từ những năm trước ấy, thì là hợp tác xã nông nghiệp và chủ yếu là làm nông nghiệp phục vụ sản xuất. Sau cái luật hợp tác xã 2012 thì chúng tôi cũng đã liên doanh liên kết, thì từ đó thì là tạo ra cái chuỗi giá trị và tạo được cho cái tăng cái thu nhập, cũng như cái sản lượng đầu ra, cũng như là cái sản phẩm được cung cấp theo một cái giá hợp đồng nhất định thì đã ổn định về cái mặt sản xuất, và cũng đảm bảo cái việc sản xuất ra thì là đảm bảo cái việc tiêu thụ, tránh được cái hiện tượng là được mùa thì mất giá, và cũng tránh cái tổn thất trong cái quá trình thu hoạch và bảo quản nông sản. Thì nhân dân thì cũng đã được hưởng những cái lợi từ cái việc liên kết đó. Xác định xây dựng vườn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là một trong những giải pháp quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và giá trị hưởng thụ tinh thần của người dân nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng, tính bền vững, hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Bình Dương đã xây dựng được 30 vườn mẫu gắn với hộ mẫu, kết hợp với chỉnh trang hàng rào bằng hệ thống cây xanh, cây ăn quả, cây có hoa tại các hộ có diện tích vườn bám đường liên xã, liên thôn. Phát triển tốt hơn nông thôn mới thì chúng tôi đã cố gắng tạo mọi điều kiện để chăm sóc, tưới, rồi nhổ cỏ, rồi là chăm bón cây để tạo thành một cái vườn cây cảnh nó đẹp như thế này. Và về thu nhập ấy thì
thì nhìn chung là thu nhập kinh tế của gia đình là nhìn chung là ổn. Thì đây cũng là do bởi vì một phần là khuyến khích của lãnh đạo thôn cũng như của xã đã động viên gia đình con cháu tôi để tạo nên một cái vườn cây cảnh mẫu mực và đẹp như thế này. Ở xã Bình Dương, những câu chuyện nhờ chịu khó và biết cách tính toán làm ăn để vươn lên là khá phổ biến. Đến nay, xã Bình Dương đã giảm được một hộ nghèo, còn một hộ chưa thoát nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 65,6 triệu đồng trên một người. Ngoài việc nâng cao thu nhập cho người dân, Bình Dương cũng dồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng, xây dựng hệ thống đường trục chính của xã. Mặt đường được mở rộng từ 5 đến 7 mét đảm bảo tiêu chuẩn bộ xây dựng. Hệ thống đường trục thôn được đầu tư mở rộng đảm bảo từ 3 cho đến 4 mét mặt đường bê tông. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí môi trường trong khu dân cư nông thôn và tại khu sản xuất luôn được Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương quan tâm. Lượng rác thải được thu gom tập trung và tiêu hủy đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt cao, cảnh quan không gian nông thôn trên địa bàn xã đã được vệ sinh sạch sẽ, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh, cây có hoa trên các tuyến đường, quang cảnh nông thôn sáng xanh sạch đẹp trở thành nơi đáng sống của địa phương. Cơ sở vật chất trường học và chất lượng giáo dục trên địa bàn cũng được chú trọng theo đúng tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Công tác giáo dục đào tạo được xã quan tâm đầu tư với hệ thống các cơ sở giáo dục của hai trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở Bình Dương đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương. Trạm y tế xã tại thôn Đông Thành quy mô 4 giường bệnh cùng với đội ngũ thầy thuốc nhiệt tình có trình độ chuyên môn đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân hàng năm và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Xã Bình Dương cũng đã đảm bảo tiêu chí có mô hình hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn có ít nhất một câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động thường xuyên hiệu quả. Trong 3 năm, từ năm 2018 đến 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xã Bình Dương không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm. Toàn xã có 10 tổ trên 10 thôn triển khai công tác an ninh tự quản tại các thôn, 100% tỷ lệ thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Về cải cách hành chính, xã đã công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức công dân, đảm bảo có hiệu quả, có mô hình, điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Với những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành quyết liệt sáng tạo và chủ động trong triển khai của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, với sự vào cuộc tự giác tích cực của người dân, năm 2014, Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và quyết tâm trong năm 2021 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với xã Bình Dương thì năm 2019 thì đã được công nhận là xã chuẩn nông thôn mới. Thế mà tiếp tục chúng tôi đang thực hiện năm quá trình 2020 và đến 2021 thì chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu để đạt được cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thế đến giờ phút này thì các cái chỉ tiêu và tiêu chí theo cái quy định thì đến giờ phút này chúng tôi đã đạt được. Thế để có được cái kết quả này thì trước hết về cái chủ trương thì đối với đảng bộ đã nghị quyết mà có sự đồng thuận thống nhất rất cao của cán bộ và nhân dân. Từ cái nghị quyết thì chúng tôi triển khai quán triệt đầy đủ đến cho như vậy là cán bộ đảng viên rồi nhân dân đồng thuận ủng hộ cái kết quả. Thế mà chúng tôi quá trình thực hiện thì cơ bản nhất là thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc thấu đáo trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng thường xuyên là cái kiểm tra đôn đốc, đặc biệt là kiểm đếm tiến độ theo hàng tháng. Chúng tôi xác định cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ấy, thì có điểm khởi điểm nhưng mà không có điểm kết thúc. Tiếp tục quan điểm là sẽ chỉ đạo nâng cao các tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí đạt được thì nâng cao lên và nâng chất của cái nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã đem đến sức sống mới cho Bình Dương. Một vùng quê đẹp, một cuộc sống thanh bình, trù phú đang hiện diện nơi đây. Bình Dương đang thực sự đổi thay, xứng đáng là nhân tố mới trong phát triển của thị xã Đông Triều.